thế này thì có khác gì. Thế cả đêm nay là đêm tân hôn của con mà. Thế mày định để cho mẹ mình ngủ một mình đấy à? Tôi tưởng là chị kho thịt ngon như thế nào. Hóa ra chị nói giỏi để định chồng. Bà bọn con đi, bọn con phòng tránh cẩn thận lắm ạ. Mai là chuyện của ngày mai, hôm nay cứ ngủ riêng đã. Mình phải tìm ra được bằng chứng để nó khỏi chối tội mình. Cả ngày hôm nay mệt, bây giờ mới được sáng. Đi. Ra, tránh ra. Mà cái Thủy, phụ nữ thì phải ăn mặc kín đáo đoan trang. Ôi, mặc thế này thì có khác gì. Mẹ, mẹ đang làm gì đấy ạ? Thì mẹ đi ngủ chứ làm gì nữa. Nhưng mà con lấy vợ rồi, với cả đêm nay là đêm tân hôn của bọn con mà. Lấy nhau rồi thì đêm nào cũng như nhau cả. Gớm, chúng mày nhiễu sự. Thế mày định để cho mẹ mày ngủ một mình đấy à? Mà còn cái Thủy nữa, đi thay cái bộ nào nó kín đáo đi, không phải trúng gió bây giờ. Làm cho nó cẩn thận vào, thằng Minh là nó kén ăn lắm đấy. Vâng ạ. Con chào mẹ, con đi làm về rồi đấy ạ. Ừ, thế đi thay quần áo đi rồi đi ăn cơm con. Vâng ạ. Anh về rồi đấy ạ. Ừ. Để em cầm cho. Hôm nay nha, em kho thịt ngon lắm đấy. Thế á? Thôi đi vào thay quần áo đi. Em cất đồ cho. Con vào thay quần áo. Ừ. Con mời mẹ ăn cơm ạ. Anh ăn cơm. Con mời mẹ. Này, anh ăn đi, ngon lắm đấy. Thế nào? Ngon mà. Sao lại mặn thế này? Mẹ đã bảo con như thế nào? Rõ ràng là con cho rất ít mà. Sao lại mặn được ạ? Ôi dào ơi, tôi tưởng là chị kho thịt ngon như thế nào. Hóa ra chị nói giỏi để định chồng. Tay nghề nấu ăn thua bà già này hết. À! Em làm sao đấy? Anh, mặt em toàn mẩn đỏ hết lên ấy. Em có dùng cái gì lạ đâu chứ. Trời ơi, khiếp quá. Hay là vừa rồi ấy, đi tuần trăng mật về, nó bị dịch bệnh rồi. Ê, mẹ nói linh tinh cái gì đấy ạ? Dịch bệnh thì làm sao nó nổi mẩn như thế này được. Mà bọn con đi, bọn con phòng tránh cẩn thận lắm ạ. Không được, an toàn là trên hết. Từ bây giờ ấy, con cách ly với thằng Minh ra. Thằng Minh bây giờ ấy, là sang ngủ với mẹ, còn con ngủ riêng. Mẹ, nhưng mà ở chung một nhà có khác gì đâu ạ. Mẹ nói một là một, hai là hai. Mà tại sao con cứ cãi mẹ thế nhở? Mẹ, Thủy nói cũng có lý mà. Không đến nỗi nghiêm trọng như thế đâu. Để mai con đưa vợ con đi khám xem thế nào ạ. Mai là chuyện của ngày mai, hôm nay cứ ngủ riêng đã. Mà mẹ là mẹ lo cho hai đứa. Hai đứa không đứa nào chịu hiểu mẹ gì cả. Vâng, vậy hôm nay con ngủ riêng cũng được ạ. Thế thôi thì tùy các con. Mẹ thì thế nào cũng được, nhưng mẹ không ép. Thank you.
Dạ vâng ạ. Dạ, các anh chị ăn cơm chưa ạ? Dạ, em ăn rồi nhưng mà vẫn chưa no ạ. Dạ, dạ vâng ạ. Dạ, người đàn ông tâm lý như anh thì ai mà chẳng thích ạ? Cái gì mà anh em? Chẳng lẽ nó lại cắm sừng thằng Minh ở mình à? Không được, mình phải tìm ra được bằng chứng để nó khỏi chối tội mới được. Vâng thưa các anh chị yêu, em xin cam kết luôn về chất lượng của sản phẩm Nice Beauty. Đây là dòng sản phẩm làm trắng da đầu tiên ở Việt Nam có nano glutathione và được ứng dụng công nghệ hướng đích do Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam nghiên cứu, mang lại hiệu quả trắng da gấp 5 lần so với bình thường, vô cùng an toàn và không gây tác dụng phụ nha. Xin thưa các anh chị yêu là chính nhờ sản phẩm này mà em đã cưa đổ được chồng em đấy ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, chiều nay em ship cho anh ạ. Dạ, dạ vâng ạ. Ấy, hôm trước mấy anh cơ quan giới thiệu cho anh một cái nhà nghỉ ở gần đây. Đấy, 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 mới khai trương. Các anh ấy bảo là đưa vợ vào đây là vợ về là vợ thích lắm. Thế cho nên hôm nay anh trốn. Ôi giời ơi! Đưa vợ vào trong này. Chúng mày dám cắm sừng con trai bà hả? Hả? Ban ngày ban mặt mà dám chạy trên ngày dưới đấy hả? Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ! Con đây cơ mà! Sao lại là con? Mà ban ngày ban mặt chúng mày vào nhà nghỉ làm cái gì? Mẹ còn hỏi tại sao ạ? Tại mẹ đấy ạ. 5 lần 7 lượt mẹ cấm chúng con ngủ với nhau. Thế cho nên chúng con mới phải ra ngoài nhà nghỉ đấy. Con bây giờ con lớn rồi, con cần cái sự riêng tư của con. Mẹ thì mẹ có cố ý đâu. Mẹ không cố ý à? Thế bây giờ mẹ muốn con như thế nào ạ? Bây giờ con ly dị vợ con về con sống với mẹ cả đời nhá. Như thế mẹ vừa lòng chưa? Cái thằng này. Mẹ, con biết là mẹ thương anh Minh, sợ anh Minh chỉ quan tâm đến con mà không màng đến mẹ. Nhưng mà anh Minh vẫn là con của mẹ, điều này không ai có thể thay đổi được ạ. Bây giờ thì cô nói như thế nào mà chẳng được. Từ ngày có cô về cái nhà này thì nhà này loạn hết cả lên. Bây giờ thằng Minh nó ghét tôi, nó không thèm về cái nhà này nữa, cũng là do cô đấy. Mà cũng tại cô cơ. Cứ anh em rồi lén lút ở trong phòng. Tôi tưởng là cô cắm sừng đứng Minh nhà tôi nên tôi mới đến đấy. Ai ngờ. Mấy hôm trước mẹ nghe thấy con gọi anh yêu, thực chất là con chỉ đang live stream bán hàng cho khách thôi ạ. Khiến mẹ hiểu nhầm như vậy, chứ thực ra con yêu anh Minh lắm ạ. À, mẹ đợi con một lát ạ. Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đây ạ. Con thấy anh Minh đi làm cũng vất vả nên là cũng bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Bán hàng online được cái tiện, có thể chủ động thời gian, lại còn không mất tiền để thuê mặt bằng nữa. Con vừa có thể bán hàng, vừa có thể ở nhà chăm sóc mẹ. Mỗi tội là phải dành nhiều thời gian live stream, tư vấn, chăm sóc khách hàng thôi ạ. Có thật không? Hay chị định bịa chuyện để lừa tôi đấy? Con nói thật mà. Mẹ không thấy là con có mấy thùng hàng ở trong phòng ngủ kia ạ? Đây ạ, con tặng mẹ một bộ sản phẩm dùng để đảm bảo luôn ạ. Cho thì tôi nhận vậy. Bán hàng online như vậy cũng chạy lắm. Hay là mẹ bán cùng con cho đỡ buồn ạ? Thôi, tôi già rồi, bán làm sao được nữa. Được quá chứ sao ạ? Bây giờ mẹ cứ thử trải nghiệm sản phẩm rồi chia sẻ cho mọi người. Người thật, việc thật, mọi người sẽ tin tưởng và mua thôi ạ. Chỉ thế thôi á? Thế cũng hay đấy nhỉ. Vâng, mẹ làm cùng con nhá.
mẹ con mình cùng kề vai sát cánh để cho anh Minh ra rìa luôn ạ. Ai định cho tôi ra rìa đấy hả? Tôi tưởng anh định bỏ cái bà già này rồi. Mẹ, con có nói là con bỏ mẹ đâu. Con còn đang định về ly dị vợ con để con sang ở với mẹ cả đời đây này. Không được, anh mà ly dị vợ ấy, tôi cho anh ra ngoài luôn ý. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con biết là mẹ thương con cho nên mẹ mới vậy. Nhưng mà chúng ta cùng sống chung một nhà, tình cảm của con trước sau vẫn vậy. Mẹ đừng làm khó vợ con, như thế chả khác nào là làm khó con cả. Mẹ cũng xin lỗi, cũng do mẹ mà gia đình mình như thế này. Thôi, được rồi, đều là do anh mới lấy vợ lần đầu, mẹ mới có con dâu và em cũng mới làm vợ nên là còn bỡ ngỡ. Nên là thôi, mình xí xóa mọi chuyện, ăn cơm nhá. Đúng, đúng, cả nhà mình xí xóa nhá, ăn cơm thôi. Mà con anh nữa, sang ngồi với vợ đi, ngồi đây làm gì? Đi. Anh này. Anh xin. Con mời mẹ ăn cơm ạ. Ăn đi. Anh ăn cơm. Con mời mẹ ạ. Anh ăn đi.